ngon và nhất là uống nhiều rượu, rồi nói. Thế nhé, xin các vị nhớ đến đúng bữa chiều với chúng tôi nhé. Chương 8, khách và chủ im lặng một lúc. Bá tước phu nhân nhìn bà khách mỉm cười nhã nhặn, song nụ cười của phu nhân cũng không giấu giếm rằng nếu bà khách có đứng dậy ra về thì phu nhân cũng không hề mảy may luyến tiếc. Cô con gái của bà khách đã kéo tà áo lên, mắt nhìn mẹ có ý dò hỏi, thì bỗng từ phòng bên nghe có tiếng chân chạy về phía cửa ra vào. Tiếng giày nam giới xen với tiếng giày của phụ nữ. Tiếng một chiếc ghế bị vướng vào áo đầu kênh ra sàn nhà, rồi một cô gái 13 tuổi vụt chạy vào phòng khách tay thu thu một vật gì dưới chiếc váy sa ngắn. Cô bé chạy đến giữa phòng thì dừng phắt lại. Hẳn là cô bé chạy quá đà mà tình cờ đâm bổ vào phòng khách. Ngay lúc ấy ở khung cửa hiện ra một chàng sinh viên mặc áo có ve cổ màu gụ, một sĩ quan cận vệ, một cô gái 15 tuổi và một cậu bé hồng hào mặc áo chẽn trẻ con. Bá tước phụt đứng dậy và dang rộng hai tay, nhún nhảy bước đến ôm lấy cô bé vừa chạy vào, cười lớn nói. À, đây rồi, cô bé được ăn mừng ngày lễ thánh đây rồi. Con gái yêu của tôi đây rồi. Bá tước phu nhân làm ra vẻ nghiêm nghị nói. Con ơi, chơi đùa cũng phải tùy lúc chứ con. Rồi phu nhân quay sang phía chồng. Eli, mình thì lúc nào cũng nuông nó quá. Chào cô bé, bà khách nói, tôi xin có lời mừng cô. Đoạn quay về phía bá tước phu nhân nói thêm cô bé kháu quá nhỉ. Cô bé không đẹp, nhưng rất lanh lợi, có đôi mắt đen, cái miệng hơi rộng, đôi vai xinh xinh để hở hơi chật ra khỏi lồng áo vì vừa chạy nhanh, mớ tóc đen lượn sóng hất ngược ra phía sau, hai cánh tay mảnh rẻ để trần. Phía dưới chiếc quần đang ten, đôi chân thon thon đi giày hở mờ u. Cô gái đang ở vào cái tuổi đáng yêu khi người thiếu nữ không còn là đứa trẻ nữa, nhưng đứa trẻ cũng chưa thành người thiếu nữ. Cô bé gỡ hai tay bá tước ra rồi chạy lại bên mẹ, và không hề để ý đến lời của trách nghiêm nghị của bá tước phu nhân, cô bé úp cái mặt đỏ ửng vào chiếc áo choàng thêu đăng ten của mẹ và cười rúc rích. Không biết cô ta thú cái gì mà cứ cười mãi, vừa cười vừa nói líu díu những câu đứng quãng về con búp bê mà cô ta vừa kéo ở dưới váy ra. Đấy, con búp bê, Mimi, đấy. Rồi Natasha buồn cười quá không nói được nữa. Cái gì cô ta cũng thấy buồn cười. Chấm. Cô ta ngả người vào lòng mẹ và phá lên cười, cô cười to và giòn đến nỗi mọi người, ngay cả bà khách kiểu cách kia cũng bất giác cười theo. Bá tước phu nhân vờ giận dữ ẩy con gái ra nói. Thôi đi đi, mang con búp bê quái quỷ ấy đi đi cho rành. Rồi phu nhân quay sang bà khách nói tiếp cháu gái út đấy. Natasha cất đầu lên khỏi chiếc áo choàng đăng ten của mẹ một lát ngước nhìn lên mẹ đôi mắt còn ướt vì những giọt nước mắt ứa ra trong trận cười hồi nãy, rồi lại dúi đầu vào áo mẹ. Bà khách buộc phải chứng kiến cái cảnh nội bộ gia đình này. Tự thấy mình cần phải tham dự phần nào đấy, bà nói với Natasha. Này cô bé, cái cô Mimi ấy với cô là thế nào nhỉ? Con gái của cô đấy phải không? Natasha không ưa cái giọng bề trên cố hạ mình xuống lấy giọng trẻ con nói chuyện với cô như vậy. Cô bé không đáp nghiêm trang đưa mắt nhìn bà khách. Trong khi đó cả bọn trẻ, chàng sĩ quan Boris, con công tước phu nhân Anna Pavlovna Mikhailova. Chàng sinh viên Nikolai, con trai đầu của bá tước Sonia, cháu gái của bá tước năm nay mới 5 tuổi. Và cậu bé Pichusa, con út của bá tước đã ngồi trong phòng khách. Trên từng nét mặt lộ rõ vẻ phấn chấn và hớn hở, và có thể thấy rõ họ đang cố gắng kìm hãm bớt những niềm vui bồng bột để khỏi mất khỏi vẻ lịch sự. Hẳn là trước khi chạy vào đây, họ đang nói với nhau một câu chuyện gì thú lắm, vui hơn câu chuyện vu vơ về những việc lặt vặt trong thành phố, về thời tiết và về bá tước phu nhân Apraxin nhiều. Thỉnh thoảng họ lại đưa mắt nhìn nhau, và có vẻ như khó nhọc lắm mới nhịn được cười. Hai chàng thiếu niên, một người là sinh viên còn người kia là sĩ quan, kết bạn với nhau từ thuở nhỏ. Họ cùng một lứa tuổi với nhau, cả hai đều rất khôi ngô, nhưng mỗi người một vẻ. Boris là một chàng trai cao rong ròng, tóc vàng, với những đường nét thanh tú đều đặn trên một gương mặt điềm đạm và tuấn tú. Nikolai là một thanh niên người tầm thước tóc quăn, nét mặt cởi mở thẳng thắn. Môi trên chàng đã có một lớp lông măng đen, và nhìn chung gương mặt chàng biểu lộ một tâm tính nhiệt thành và bồng bột. Nikolai vừa vào phòng khách đã đỏ rừ mặt lên.
hẳn là chàng ta muốn tìm một câu gì để nói nhưng tìm mãi chẳng ra. Bori thì trái lại, tự chủ được ngay và cất giọng bình tĩnh hài hước kể cho mọi người nghe chuyện cô bé Mimi. Chàng ta quen cô Mimi ấy từ khi cô ta hãy còn trẻ và mũi chưa bị sứt kia, nhưng nếu chàng ta nhớ không lầm thì từ bấy đến nay đã 5 năm cô Mimi đã già đi rồi, đầu óc nứt nẻ ra cả. Nói đoạn, Bori nhìn Natasha. Natasha quay mặt đi, nhìn vào cậu em trai đang đứng run cả người lên. Cười không thành tiếng, mắt híp lại. Rốt cuộc Natasha cũng không sao nhịn được bèn vùng ai thả hết tốc lực của đôi chân thon nhỏ chạy vụt ra khỏi phòng. Bori vẫn không cười. Chàng quay sang phía mẹ, mỉm cười nói. Hình như mẹ cũng muốn về phải không ạ? Có cần bảo thắng xe không? Ừ, có, đi đi, đi bảo nó sửa soạn cho mẹ, công tước phu nhân mỉm cười đáp. Bori bước nhẹ ra cửa và đi theo Natasha. Cậu bé béo mũm mĩm liền chạy theo, vẻ giận dữ như vừa bị người ta quấy rầy trong khi đang bận. Chương 9, nếu không kể cô con gái lớn của bá tước phu nhân. Cô ta hơn em gái 4 tuổi và dáng điệu đã như người lớn. Và cô con gái của bà khách thì trong đám thanh mên chỉ còn Nikolai và cô cháu gái Sonia ngồi lại trong phòng khách. Sonia là một cô gái nhỏ bé, mảnh khảnh, có đôi mắt dịu hiền rợp bóng hai hàng mi dài. Làn tóc đen rậm tết lại thành bím quấn hai vòng quanh đầu, nước da hơi phơn phớt vàng, nhất là trên cổ và trên đôi tay để trần hơi gầy nhưng rắn chắc và xinh xắn.